nhiều bộ phận. Nhưng mà mình ơn Phật tử thôi là mình nghe rất nhiều cái chứng bệnh, cái vấn đề đó các chị. Đau Phật tử, lét Phật tử. Đây, đang mượn lại cái bảng nha. Vấn đề mà hệ tiêu hóa mình gặp phải, rất nhiều người quan tâm về dạ dày đúng không các chị? Nhiều người quan tâm lắm. Những cô chú anh chị ở đây mình đang quan tâm vấn đề nào của dạ dày, thằng gợi ý trước cái đầu tiên, sao là viêm nha, viêm dạ dày hay gọi là đau tử. Rồi ai là vấn đề nào về dạ dày nha các chị? Chào thôi, còn vấn đề này nhiều lắm nha các chị. Rồi ai là vấn đề nào về dạ dày nữa? Không, trong đây ngồi yên đây không ai lộn được hết. Đầu tiên thì đang xin gửi là chào tất cả các chuyên viên dinh dưỡng, xin chào tất cả cô chú anh chị có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay, là chúc sức khỏe và là chào trân trọng anh. Ngày hôm nay thì rất là cảm ơn ban tổ chức cho Đạt có cơ hội được chia sẻ với cả nhà của mình. Và hồi sáng nay thì các chị thấy là mưa từ đêm qua đến sáng nay, Đạt nghĩ là hội trường bữa nay sẽ không được hai phòng và đông như vậy. Thầy cứ nghĩ là sáng nay sẽ rất là ít luôn các anh chị, nhưng mà tình yêu thương của tất cả các anh chị và sự quan tâm về sức khỏe nên sáng nay rất là đông. Một tràng pháo tay cho hội trường của mình ạ. Cảm ơn ban tổ chức cho Đạt có cơ hội được giao lưu và chia sẻ với cả nhà của mình. Đến với lĩnh vực sức khỏe thì bản thân Đạt cảm thấy mình có nhiều sự may mắn hơn những người khác ở chỗ mình được học ở Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Và từ hồi nhỏ thôi là Đạt đã rất là quan tâm về sức khỏe. Và đối với Đạt thì chưa bao giờ mình coi cái ngành sức khỏe nó là một cái nghề như các anh chị. Khi mà Đạt học với Viện Dinh dưỡng Quốc gia thì mình cảm thấy đây là trách nhiệm, là sứ mệnh của mình. Bởi vì mình học cho một người thì học có một điểm, nhưng mà thầy cô Đạt nói học cho vạn người thì được tới vạn điểm. Cho nên là khi mà Đạt học, Đạt cảm thấy là mình học đó là nghiêm túc giúp đỡ cho nhiều người cải thiện được sức khỏe tốt cho anh chị. Không đơn thuần ngày hôm nay mình học xong mình áp dụng cho chính mình thì nó quá đơn giản. Nhưng mà học làm sao cá nhân mình thay đổi tốt hơn, gia đình mình thay đổi tốt hơn, nhưng mà những người xung quanh lại thay đổi tốt hơn, đó mới là ý nghĩa của việc học tập, đúng không anh chị? Ngày hôm nay thì ban tổ chức cho Đạt được một cái trách nhiệm chia sẻ đó về khỏe hệ tiêu hóa. Cái chủ đề này rất là hay các anh chị, và cái chủ đề này nó cực kỳ cuốn hút, bởi vì trong hệ tiêu hóa rất nhiều bộ phận và rất nhiều cái vấn đề về hệ tiêu hóa, đúng không các anh chị? Cho nên là ngày hôm nay thì Đạt sẽ nghiêm túc và rụng tâm và chia sẻ hết công lực của mình. Rất mong được cả nhà mình phối hợp cho một những tràng pháo tay thật lớn, đúng không ạ? Đến với New Zealand, đến với em quay thì bản thân Đạt còn rất là trẻ. Và thầy cô Đạt dạy là khi còn trẻ mà không chịu hiểu chuyện thì đến khi hiểu chuyện thì không còn trẻ nữa. Cho nên là bản thân Đạt rất là may mắn mình đến với độ tuổi còn trẻ nhưng mà rất nghiêm túc học tập trong sự nghiệp này. Đạt đến với môi trường ở em quay, đến với New Zealand, Đạt học tập từ các anh chị bác sĩ nè, những anh chị chuyên viên dinh dưỡng, những giảng viên đi trước và học tập từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Thì mỗi lần học tập mình cảm thấy rất là hay các anh chị. Từng chút mà các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ, đó là những cái kiến thức học từ Viện Dinh dưỡng nè, học từ thầy cô trong và ngoài nước. Khi trước dẫn tới các anh chị có nhiều thầy cô ở nước ngoài về Việt Nam để chia sẻ, thì những kiến thức này áp dụng cho rất nhiều quốc gia rồi, và áp dụng mấy chục năm qua chứ không phải mới đây các anh chị. Nó không phải là kiến thức suông mà nó là kiến thức để mình áp dụng trên thực tiễn. Ngày hôm nay các anh chị đến đây có phải là mình đã trải qua một cơn mưa rồi mình đi từ xa đến đây, thì có phải là điều đầu tiên mình đây có phải mình mong muốn mình có sức khỏe tốt, đúng không các anh chị? Ai mong muốn có sức khỏe tốt? Còn như là cả hội trường của mình, đúng không các anh chị? Và có nhiều lần Đạt mời cũng nhiều bác sĩ đến đây để nghe tham dự chương trình, thì nhiều bác sĩ về phản hồi với Đạt: ủa sao chương trình này chia sẻ nghe đơn giản quá, trong trường y học rất là xấu mà ta, sao đâu lớp mình chia sẻ rất là đơn giản. Thì Đạt hỏi bạn Đạt một câu:
ngày hôm nay kiến thức là vô cùng tận. Những gì mình học tập được đôi khi chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi, nhưng mà kiến thức thì rất là rộng, học bao nhiêu cho đủ, bao nhiêu là cho sâu, đúng không anh? Cho nên là đại hỏi bạn đẹp một câu, bạn này cũng bên ngành bác sĩ, cái đại hỏi là bây giờ bạn đến với môi trường này, bạn mong muốn học những kiến thức thiệt là sâu, nghe rất là sâu, nghe rất là chuyên sâu luôn, nhưng về rất khó áp dụng. Mình còn khó áp dụng huống chi là ông bà cha mẹ mình. Nhưng mà ngày hôm nay bạn đến đây học được kiến thức rất là đơn giản, nghe tới đâu hiểu tới đó, hiểu tới đâu về áp dụng tới đó, áp dụng tới đâu có kết quả tới đó. Vậy thì bạn muốn chuyên sâu phức tạp hay là đơn giản có hiệu quả? Vậy thì bạn đẹp cũng trả lời giống vậy các anh chị. Cho nên là ngày hôm nay đặc biết cô chú anh chị ngồi đây có nhiều bối cảnh khác nhau, nhiều độ tuổi khác nhau và nhiều ngành nghề khác nhau. Đâu đó có nhiều bác sĩ ngồi dưới đây, đâu đó có nhiều dược sĩ ngồi dưới đây, nhiều anh chị tiến sĩ giáo sư ngồi dưới đây, đúng không ạ? Rất nhiều nhiều ngành nghề đến đây. Nhưng mà có nhiều cô chú anh chị lớn tuổi, mình chia sẻ sâu quá dễ áp dụng không được, có nguyên ngày hôm nay ngồi chỉ để nhức lưng thôi chứ về không áp dụng thì nghe để làm gì, đúng không? Cho nên ngày hôm nay các chuyên gia dinh dưỡng, các chuyên viên dinh dưỡng đứng sân khấu rất là áp lực, đó là làm sao chia sẻ mà mình có kiến thức mà về còn đơn giản để áp dụng. Các anh chị thấy có phải là biến tất cả các kinh nghiệm sâu sắc thành những cái đơn giản áp dụng được là một quá trình, đúng không các anh chị? Đúng. Cho nên là các anh chị có thể cổ vũ tinh thần để các diễn giả dưới đây được không? Đạt được những ngày hôm nay đó là qua một quá trình thay đổi bản thân rất nhiều các anh chị, từ vóc dáng cho tới ngoại hình, cho tới làn da, cho tới sắc diện, cho tới cái cách ứng xử trong đời sống các anh chị. Đến với môi trường New Zealand, đến với em quay của thầy cô mà thì không chỉ là mình chỉ học được kiến thức mà thầy cô còn dạy cách làm người, cách nhị lễ các anh chị. Cho nên là bản thân Đạt thay đổi từ bên trong lẫn bên ngoài, và các anh chị có thể nhìn lên màn hình thấy làn da của Đạt bắt đầu khi đến với em quay. Và khi Đạt đến với đầu tiên đến với em quay thì cái làn da của mình rất nhiều cái vấn đề các anh chị, mụn có rồi, tàn nhang có rồi, nám nám mảng gì mà mờ cũng có. Và đến với em quay thì cái đầu tiên mà Đạt thu hoạch được đó là cái nhan sắc. Tại vì sao? Tại vì cái mình dễ nhìn thấy nhất đó là cái bề ngoài, đúng không các anh chị? Cho nên là khi mà làn da của Đạt như vậy nè các anh chị. Nếu như mình sợ làn da như vậy á, rất là áp lực, đúng không anh chị? Đạt áp lực vô cùng. Và nhiều khi đi chia sẻ cho ta nói cái mặt mày cái ghê gì mà nói sức khỏe cái gì. Và nhằm khi có một tiếng bạn nhầm hỗ trợ mà chính tiếng bạn nó nói câu đó luôn các anh chị. Cho nên là về rất là khó mụn. Mà khi mình áp lực, mình lo lắng thì mụn nó lại lên thêm. Mà mụn nó lên thêm thì mình càng lo lắng, mà mình càng lo lắng nó càng lên mụn. Cho nên là bạn của Đạt có một đứa bạn thân, nó nói một câu an ủi mình. Giống như nãy chuyên viên dinh dưỡng anh Thiên có nói một câu đó là khi thăm người bệnh thì mình có động viên, cổ vũ tinh thần, thì cái người này cũng động viên. Người này nói Đạt ơi, mặt mụn gì đừng có lo lắng. Đạt nghe hợp lý các chị. Được nha, nói câu này được. Đừng có lo lắng quá. Câu tiếp theo hỏi, bây giờ cái mụn thấy ghê thì sao không lo lắng? Nói cái mặt còn chỗ nào trống thì nổi với đầu lo. Chân rồi full face rồi, đúng không anh chị? Cho nên là thông qua tích chuyên, thông qua Nutrilite thì đã cải thiện được làn da của mình. Và thông qua cái việc nghiêm túc giữ gìn sức khỏe, thay đổi thói quen, cộng với những kiến thức có kết hợp tây y nữa các anh chị. Nói chung là mình phải kết hợp nhiều thứ cho làn da của mình, chứ không phải là một yếu tố là đủ. Tại vì hồi nãy chuyên viên dinh dưỡng anh Thanh Thiên có nói là sức khỏe là tổng hòa của nhiều yếu tố, đúng không? Cho nên dinh dưỡng không thì vẫn chưa đủ. Thay đổi thói quen, rồi cái nào bệnh cấp tính thì phải điều trị. Giống như anh Thiên vừa phân tích là thuốc và dinh dưỡng khác nhau ở chỗ, cái nào cấp tính thì phải dùng thuốc, cái nào mãn tính thì kết hợp với dinh dưỡng. Thí dụ như viêm ruột thừa cấp tính, thôi tôi có dinh dưỡng số 1 thế giới rồi, không cần uống thuốc đâu. Một lát ruột thừa nó cái bùm rồi sao, đúng không? Ngày hôm nay đó, bây giờ mổ bắt em bé ra, bây giờ tôi có dinh dưỡng tốt nhất rồi, tôi không cần uống thuốc. Những cái cấp tính như vậy thì giờ sao nhiễm trùng thì sao, đúng không vậy? Cho nên là có những vấn đề sức khỏe, có những bệnh nhất định phải dùng thuốc, nhưng mà có những vấn đề sức khỏe thì phải kết hợp với dinh dưỡng, nhưng có những cái phải kết hợp cả hai. Thì làn da của Đạt là lúc đó là Đạt cải thiện cái da của mình, và Đạt không nghĩ là hết mụn sớm như vậy, nhưng mà khi hết mụn rồi Đạt không nghĩ là sẽ không để
Cho nên là cảm ơn New Zealand, cảm ơn ATG một chào ở đây các chị. Rồi, quay lại chủ đề chính ngày hôm nay. Cho Đạt một cái bảng các chị. Sức khỏe hệ tiêu hóa. Đạt thấy cái phần chia sẻ này các anh chị và các cô chú rất là cuốn hút đúng không ạ? Sức khỏe hệ tiêu hóa. Có một câu nói đó là bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Cho nên là khi mà mình giữ sức khỏe các anh chị, mình nghiêm túc quản lý chế độ ăn của mình thì mình quản lý tốt được sức khỏe của mình. Tại vì muốn quản lý sức khỏe phải quản lý chế độ ăn. Và có một cái bộ máy nào trên thế giới này mà khi đưa thịt, cá, trứng, sữa, rau, củ quả, trái cây, cơm, canh, nước uống mà trở thành máu để nuôi cơ thể không? Chưa có bộ máy nào vi diệu như vậy. Nhưng mà sự kỳ diệu của cơ thể mình á là khi mình ăn thức ăn vô cơ thể thì trở thành máu và bắt đầu là những cái dinh dưỡng này nuôi cơ thể của mình. Và cái hệ tiêu hóa là bộ máy kỳ diệu nhất trên thế giới này. Tại vì chưa có bộ máy nào làm được cái điều này. Và kỳ diệu ở chỗ đó là gì các anh chị? Khi mình ăn táo thì các cô chú, các anh chị có để ý cơ thể mình có mọc ra trái táo không? Ủa kỳ ta? Ăn cá, cơ thể mình có mọc ra con cá không? Mình ăn cơm hàng ngày, cơ thể có mọc ra cây lúa không? Vậy thì nó đi đâu các anh chị? Vậy thì khi mà thức ăn đưa vô cơ thể mình và cơ thể mình hấp thu những cái tốt giữ lại cho cơ thể để sử dụng, cái nào không tốt đào thải ra được đường phân và nhiều đường khác nữa nha. Vậy thì khi mình ăn vô cơ thể của mình được quyền chọn những sản phẩm tốt, những thực phẩm tốt cho cơ thể. Nhưng mà khi mình ăn trái cây, rau củ hoặc là nhiều thực phẩm, bây giờ các chị thấy thịt cá thì có tăng trưởng tăng trọng, nhiều nơi trồng trái cây thì phun thuốc rất là nhiều, thậm chí sáng mới bán ngày hôm nay còn xịt thuốc. Cho nên khi đưa vô cơ thể thì có phải là lúc nào độc tố cũng được đào thải ra hết không các anh chị? Không đúng mà. Có những khi độc tố đâu có được đào thải ra đâu, dinh dưỡng được lấy nuôi cơ thể đó, nhưng mà độc tố thì chưa chắc được đào thải ra hết. Cho nên là mình cần những cái chất chống lại gốc tự do, mình rất cần những chất chống lại những cái chất oxy hóa cho cơ thể của mình. Vì vậy cơ thể mình là một bộ máy cực kỳ là kỳ diệu. Cho một tràng vỗ tay cho bộ máy cơ thể của mình. Rồi là sẽ vẽ cái bộ cái cơ thể của mình nha các chị. Cái hệ tiêu hóa nha. Đầu tiên là miệng nè, khi mình ăn vô nè. Và xuống dưới đây là thực quản nha. Rồi khi xuống thực quản rồi thì cơ thể mình có một cái đó là dạ dày. Rồi dạ dày nha các chị. Khi dạ dày qua đây là tá tràng và xuống ruột non. Rồi xuống tới ruột non. Và ruột non đưa qua đây là có một phần đó là cái gì ạ? Đại tràng hay các chị? Hay mình còn dễ hiểu đó là cái ruột già. Đây cái ruột già. Sẽ dễ tới đây hơn, hơi bị cao rồi nha. Tới đây thật sự là tới đây thôi. Đây ruột già qua đây. Cái này là tượng trưng hay các chị? Rồi cái ruột già. Và tới chỗ này các chị nghe một cái cụm từ đó là đại tràng xích màng. Cái chỗ này nó hay chỗ này là các chị. Tại sao á, trong đường ruột mình có phân, nhưng mà nhiều yếu tố đó. Nhưng mà tại sao phân đó mình đi hàng ngày này, mình đang ngồi đây nó không phụt ra ngoài? Tại vì ở đây đại tràng xích màng thì nó giống như đi lên vậy nè các chị. Rồi nó mới đi xuống đây nha. Đi ra ngoài đó. Thì cái chỗ gốc này là cái gì gọi là đại tràng xích ma. Thì cái chỗ này á, nó rất là dễ tích tụ cái độc tố cho cơ thể của mình. Tại vì sao ạ? Tại vì nó cong lên như vậy. Và ở đây là cái trực tràng. Và phân mới đưa ra ngoài, chỗ này là hậu môn hay các chị. Rồi, vậy thì khi thức ăn đưa vô cơ thể của mình tới miệng là có công dụng gì các chị? Chỗ này các chị có thể ghi lại nha. Khi miệng công dụng là nhai và nghiền nát thức ăn.
Và chỗ này tiêu hóa gì các chị? Mình nghĩ là vô tới ruột rồi mới tiêu hóa, không, ở miệng là có tiêu hóa rồi. Ở miệng là có tiêu hóa rồi các chị. Ở miệng mình là tiêu hóa bột đường hay các chị? Tại sao ạ? Tại vì khi mình nhai hộp cơm mình thấy vị ngọt ngọt không ạ? Có. Ở miệng là bột đường. Rồi, cái thực quản dẫn xuống đây. Mình nghe về trào ngược dạ dày thực quản chứ các chị? Nó có cái vàng. Rồi, ở đây này nghe, gọi là cái gì? Đó là tâm vị. Cuối cái bao tử mình chỗ này, nó có cái môn vị. Và cái đáy bao tử ngay chỗ này nè các chị, nó là hang vị. Nhiều lắm, bao tử mình học nhiều cấu tạo dữ lắm luôn. Là học về giải phẫu á, các chị học rất lâu mới xong cái phần này. Ôi, tầm lum hết trơn, nhưng mà các chị nhớ một số cái thôi. Cái chỗ hang vị này nè các chị, thì thường thức ăn vô dễ động ở đây. Thì động ở đây thì sao ạ? Nếu như mình ăn thức ăn mà trên miệng mình đã nhai nát rồi, nhai kỹ rồi, thì cái dạ dày mình nó khỏe xử lý chút. Nhưng mà nếu mà mình nhai không kỹ, mình đưa vô đây, thì chỗ hang vị này nè, nó tiết ra những cái axit trong bao tử của mình. Thì thường là thức ăn nằm trong hang vị này thì sao ạ? Nó phải co bóp nhồi trộn nữa. Cho nên là ai nhai kỹ thì no lâu. Bởi vì ông bà nói là nhai kỹ no lâu là gì đó các chị? Mình nhai kỹ rồi thì thức ăn xuống đây nó hấp thu dễ hơn, và cơ thể mình đỡ cần hơn để xử lý cái chỗ dạ dày này nữa. Cho nên là vấn đề cơ thể mình rất là nhiều luôn các chị. Cho nên là từng bộ phận trong cái hệ tiêu hóa mình mà mình hiểu á, thì mình áp dụng hệ tiêu hóa rất tốt. Và một lát này sẽ chia sẻ các chị là làm sao để biết hệ tiêu hóa mình tốt hay không, mà chưa cần phải đi khám mình đã đánh giá một phần nhỏ ở đây. Phương đó cuối buổi này sẽ nói. Còn phút này thì nói cấu tạo này thôi các chị. Khi thức ăn xuống đây đưa vô tá tràng qua đây tới ruột non. Theo các chị ruột non mình nó phải dài các chị. Ai nói 6 mét? Trung bình thì hơn 5 mét cho tới 9 mét này các chị. Nhưng mà thông thường thì mình lấy số 6 mét thì dễ nhớ. Chứ không phải ai cũng 6 mét. 6 mét là phải dài ta. Từ đây tới cuối sân khấu này, đúng không ta? Đó 6 mét dài vậy đó các anh chị. Cho nên là mình dài vậy mà thức ăn đi qua hết đoạn này mà mình lỡ ăn cái trái ớt mà nhai không kỹ, cái hộp ớt mà vô tới bao tử mà xử lý không xong xuống đây rồi nó mòn bao tử, mòn đường ruột mình thì sao? Cho nên là cái việc ăn uống á rất là dễ, giữ gìn sức khỏe hệ tiêu hóa không có khó, nhưng mà đặc biệt là mình phải chú ý từng chút. Và theo một cái khoa học đó là mình nhai khoảng là 28 lần mới nuốt thì sẽ tốt nhất các anh chị. 28 lần. Và chắc chắn là những khách hàng của Đạt từng tư vấn qua thì chưa có ai nhai đủ 28 lần trước khi gặp Đạt. Nhưng mà sau khi gặp rồi anh nhai rất là đủ các anh chị. Và ngày xưa là ông bà nói là thôi ăn cơm ăn cho nhanh để bước ra đi làm. Nhưng mà bây giờ theo khoa học thì phải ăn từng chút nhai kiên trì từng chút. Tại vì đưa vô thì dễ nhưng lấy ra thì rất khó các anh chị. Cho nên là có nhiều người là do tính cái công việc phải đi nhậu, phải uống nhiều bia, phải ăn rất nhiều, phải ăn nhanh nữa các anh chị. Tuy nhiên là có những người về tới nhà là tự móc họng ra để ói, cho thức ăn nó ra ngoài cho cái bụng nó nhẹ. Và tình huống dễ rất là hại cái đường ruột mình thì các anh chị. Rồi, ở cái ruột non này nó hấp thu vô đây là một phần dinh dưỡng này. Hấp thu xong rồi đưa qua ruột già, thì ruột già công dụng lớn nhất luôn là gì các anh chị? Đó là công dụng hấp thu lại lượng nước trong cái phần ruột non hấp thu còn thừa. À, và cho nên là nếu ai uống nước không đủ thì sao? Thì phần chỗ này rất là khô và gây táo bón, đúng không ạ? Đó, rồi khi mà đưa qua tới ruột già và hấp thu một lần nữa và đưa tới trực tràng và đi ra ngoài. Cái này là nói bằng lời và một số hình ảnh đặc vẽ thôi các anh chị. Các chị thấy đặc vẽ thấy ghê không ạ? Cho nên là muốn phiên bản đẹp hơn thì nhìn bên đây. Rồi, và muốn sinh động hơn nữa thì mời cả nhà mình cùng xem một đoạn video về quá trình mà thức ăn đi trong đường ruột mình như thế nào, từng bộ phận hay các anh chị. Video này sẽ dễ tưởng tượng và dễ hình dung ra, mời cả nhà cùng quan sát. Bắt đầu khi chúng ta đưa ăn vào bên trong phòng miệng, bên trong phòng miệng răng sẽ bị động tăng, đồng thời enzyme amylase trong nước bọt sẽ chuyển hóa tiết mổ các phân tử lượng. Thức ăn sẽ được nuốt xuống thực quản sau khi chúng được đảm bảo ở gốc lưỡi. Để các thức ăn đi vào phổi khi nuốt, các thực quản sẽ nằm khi còn lại để thức ăn xuống thực quản. Thức ăn khi di chuyển vào thực quản sẽ không bị biến đổi về vật lý, nhưng tiết mổ nó sẽ tiếp tục được tiêu hóa và được gốc lưỡi và thực quản đẩy xuống dạ dày.
phải là mình nhìn clip mình dễ hình dung không các cô chú anh chị? Mình hình dung là thức ăn đi trong đường ruột mình như thế nào, đó là cấu tạo và chức năng từng bộ phận một cách đơn giản dễ nắm hả các. Rồi phần tiếp theo Đạt sẽ chia sẻ đó là cái vấn đề sức khỏe đến cái hệ tiêu hóa, cái phần này mới đặc biệt quan trọng này các anh chị. Có phải là trong cái hệ tiêu hóa mình rất là nhiều bộ phận, nhưng mà mình ơn bao tử thôi là mình nghe rất nhiều cái chứng bệnh, cái vấn đề đúng không các anh chị? Đau bao tử, lét bao tử. Rồi Đạt mượn lại cái bảng nha. Vấn đề mà hệ tiêu hóa mình gặp phải rất nhiều người quan tâm về dạ dày đúng không các anh chị? Nhiều người quan tâm lắm. Những cô chú anh chị ở đây mình đang quan tâm vấn đề nào của dạ dày, đặt gợi ý trước cái đầu tiên đó là viêm nha, viêm dạ dày hay gọi là đau tử. Rồi ai gặp vấn đề nào về dạ dày thì các chị chào thôi. Vấn đề này nhiều lắm thì các chị. Rồi ai gặp vấn đề nào về dạ dày nữa? Không, trong đây ngồi yên đây không ai lò ruột hết. chua nha. Chua. Rồi còn nào nữa các chị? No hơi hả? Chua no hơi. HB gặp nhiều lắm. HB con này là con gì mà nhiều người gặp phải lắm nè. Rồi gì nữa các chị? Loét bao tử. Rồi gì nữa ạ? Xuất huyết nha. Có gì đó các chị? Lũng bao tử. Lũng bao tử phải vô bệnh viện nha. Muốn dinh dưỡng không kịp làm đâu. Ung thư bao tử. Càng ngày cấp độ càng cao lên nha. Rồi còn nào các chị? Cho phép đã kéo bạn xuống đi. Xung huyết bao tử. Rồi đa số là gặp nhiều đây các chị, đặt nói cái HB trước. Tại sao là nhiều người gặp HB đó? HB là một cái trực khuẩn. Thì cái trực khuẩn này muốn tiêu diệt được nó thì thứ nhất phải thay đổi thói quen ăn uống. Tại vì HB phát triển tốt trong môi trường acid nên nó có vào tử hoại. Nhưng mà khi mình điều trị xong không phải là cơ thể mình không còn HB tuyệt đối 100% nữa đâu, mà nó còn, nhưng mà nó không đủ ngưỡng để tái phát lại. Vậy thì nếu như mình tạo điều kiện tốt cho cái HB này phát triển, đó là axit trong bao tử nhiều, dù mình ăn gì? Chua, khóm, chanh. Rồi gì nữa? Xoài sống, cốc, ổi, mật, vân vân, những cái đồ chua tạo môi trường axit thì tạo điều kiện HB nó phát triển. Đúng không anh chị? Cho nên là khi mà mình bị HB thì cái đầu tiên mình thay đổi thói quen của mình là có một cái người gì? Các chị có tin là người này đau bao tử gần hai mấy năm, từ còn sinh viên ra trường đi dạy và có con dần lên tới đại học chẳng còn đau bao tử. Cái gì mà ghê vậy? Dai còn hơn là người yêu mà đeo theo mình á. Dai thấy sợ người ta hai mươi mấy năm mà vẫn còn đau bao tử. Tha thiết lắm hay sao mà đau dữ vậy quý? Tại hỏi gì? Chị có điều trị ở đâu không? Chị nói có chứ sao không trời. Có ai đau bao tử hoài hoài mà không điều trị không các anh chị? Nhưng mà lý do gì đâu hai mấy năm điều trị không hết. Điều trị tại sao không hết? Tại vì thuốc đây sẽ cắt được triệu chứng nhưng không phải là nguyên liệu để phục hồi. Nhưng mà dinh dưỡng mình á không cắt triệu chứng nhưng là nguyên liệu để phục hồi. Vậy thì mình muốn cái nào? Mình muốn vừa cắt được triệu chứng vừa muốn làm nguyên liệu phục hồi thì kết hợp cả hai, đúng không ạ? Cho nên là khi mà nhiều người cô chú anh chị uống dinh dưỡng vô cảm thấy bụng rụng tay chân bình thường. Nếu như mình không uống dinh dưỡng mà bụng rụng tay chân thì đôi khi mình đang bị một vấn đề nào đó nha. Nhưng mà uống dinh dưỡng có những người bụng rụng tay chân, cũng có người không có, nhưng thấy có bụng rụng tay chân là gặp nhiều trường hợp bình thường. Có những người uống vô cảm thấy sốt ruột bình thường. Có những người uống vô cảm thấy hơi chóng, hơi nhức đầu nhẹ tí bình thường. Nhưng có những người uống vô cũng cảm thấy mắt hôi nữa các chị, bình thường. Tại sao ạ? Thì cơ thể mình đang chỉnh sửa cho nó có quá trình, đúng các anh chị? Là lấy ví dụ mình đứt tay, anh chị nào từng đứt tay rồi? Gần hết rồi chưa? Các anh chị thấy
nhiêu lớp vậy? Bố dinh dưỡng giống chị. Nó chỉnh sửa là phải có quá trình. Muốn lạnh cái tay thì phải cho nó sưng, nó dễ nhìn vàng, rồi từ từ nó kéo ngoài nó lạnh, đúng không? Uống dinh dưỡng cơ thể muốn chỉnh sửa, uống vô bắt đầu cơ thể báo động cái khớp nhất để canxi để dinh dưỡng lại quy tụ ở cái khớp để chỉnh sửa, nhưng mà nó nhức lên không chịu. Tôi nhức 6 điểm tôi uống vô ngày mới phải 5 điểm liền, tôi phải giảm xuống 4 điểm liền, tôi phải giảm liên tục. Không phải cái gì, cơ thể mình chỉnh sửa nó có quá trình. Nó là gì? Khi mình uống vô cho cơ thể mình chỉnh sửa sửa đi, và từ từ nó mới phục hồi dần. Mình nhớ lại cái vết đứt tay, nó quá trình phục hồi sao thì cơ thể tương tự vậy. Đúng không anh chị? Đúng cho Đạt chị của Đại anh chị. Quay lại câu chuyện hồi nãy, người chị của Đạt đau tận 20 mấy năm. Thấy kể dòng dòng chứ nhớ chưa là nhớ nói tới đâu chưa là. Tại vì là đứng sân khấu cũng nhiều năm rồi các anh chị, và không biết mấy ngàn lần đứng sân khấu rồi, cho nên là anh chị chứ nhớ bài chưa. Thì cái người chị này bị đau tận 20 mấy năm, bà Đạt kêu uống dinh dưỡng. Theo các anh chị dễ không? Dễ kêu cái uống liền không? Không có dễ. Kêu có chịu uống thì mình sao? Dương tâm không được thì mình kích tay. Mình không cái gì nào uống thì chia sẻ cho mẹ cái gì. Phải là mẹ cái gì uống, cái mẹ gì cải thiện sức khỏe càng ngày càng tốt hơn. Sau 2 năm cái người chị của nó. Bà chị này nói gì nè? Thôi dinh dưỡng tốt lắm, nhưng mà thôi gì uống thuốc tây ơi. Không chê nha. Không chê. À, nhưng mà dinh dưỡng này tốt, uống vô khỏe đó. Nhưng mà thôi chị uống thuốc tây cho bác sĩ rồi. Là nói gì? Chị uống thuốc tây 2 mấy năm nay, nếu hết thì đã hết rồi. Chị uống tiếp tục 2 mấy năm nữa chỉ có nặng thêm thôi. Cho nên là tại sao có những vấn đề sức khỏe mình cần kết hợp mà mình không kết hợp? Mình đâu có bài trừ thuốc tây nhưng phải kết hợp vô. Thì bắt đầu sau 2 năm người mẹ của chị này á là khỏe rồi, cái gì mới bắt đầu uống. Alo Đạt ơi, con lấy dinh dưỡng hỗ trợ cái dạ dày cái gì đi. Nó con không điều trị nhưng nó hỗ trợ nha. Đâu điều trị đâu, dinh dưỡng mình không điều trị nha các chị. Mình nói dinh dưỡng điều trị tiểu đường, dinh dưỡng điều trị này kia là không đúng. Dinh dưỡng mình hỗ trợ cái sức khỏe dạ dày, hỗ trợ sức khỏe khớp, dần dần và dần dần. Thì khi hỗ trợ cho gì á, trong vòng 1 tháng thôi, bao tử của gì tự nhắn tin lên, con ơi bao tử gì giảm 80% rồi. Thì dĩ nhiên trong quá trình đó là gì, mà uống thuốc tây giảm đau, chứ không phải là uống dinh dưỡng mình là bắt buộc phải ngưng thuốc tây. Và bắt đầu gì thay đổi thói quen. Thứ nhất là ăn đúng giờ, tại vì giáo viên đi dạy ăn không có đúng giờ. Tại vì á, cái dạy thì mệt quá, nằm ra ngủ luôn, không có ăn nổi nữa các chị. Rồi gì còn bán căn tin nữa, thôi đủ thứ hết trơn. Cho nên là cái thời gian mình không sắp xếp ưu tiên cho sức khỏe. Cho nên là quay lại quan niệm sức khỏe. Chuyên viên dinh dưỡng anh Thanh Thiên có chia sẻ là sức khỏe ưu tiên là số 1. Vậy thì mình ưu tiên cái gì là số 1 không? Nhiều người mời đến lớp học sức khỏe thôi, bận bán rồi, bận làm rồi, bận cho heo ăn rồi, bận rất nhiều việc, bận đi khui hụi, bận rất nhiều việc. Nhưng mà sau đó rồi sức khỏe bất ổn rồi, tất cả đều không còn giá trị nữa. Khi mình không có sức khỏe thì mình có rất nhiều cái ước mơ, cái mong muốn, cái hoài bão. Nhưng khi mất sức khỏe rồi, ước mơ duy nhất trên đời này đó là có được sức khỏe. Đúng không các anh chị? Đúng. Cho nên là bản thân Đạt mình tuổi trẻ nhưng mình cũng có nhiều bất ổn về sức khỏe, mình cần phải chỉnh sửa sửa chứ. Đâu phải các chuyên gia dinh dưỡng hay chuyên viên dinh dưỡng đứng trên đây là 100% khỏe đâu. Cũng có những cái bất ổn, nhưng mà khi bất ổn mình biết chỉnh sửa. Có những buổi sáng gần tết trời lạnh quá thì làm cho mình sổ mũi. Cái cô ở sớm nói thì mình tránh. Cái cô này có hai trường phái, đó là mở cửa miệng ra ta thấy có duyên ta yêu mến, cũng một câu cửa miệng nói ra cũng tốn công sức để nói, mà nói ra cái ta yêu ghét luôn, ta ghét kinh khủng. Tự nhiên cái mình sáng mình sổ mũi, theo các chị bác sĩ hoặc là chuyên gia dinh dưỡng hoặc là người có chuyên môn, ta có bao giờ ta bị bệnh không? Có gì chứ. Sao chương bé dinh dưỡng mà chương bị sổ mũi vậy? Đâu chẳng thì em tìm một điện thoại với con này. Sao bị dinh dưỡng mà bị sổ mũi? Tại vì sáng mình đi mua đồ, mình hơi sổ mũi nói chuyện mà biết liền. Sao mình nói em bị sổ mũi nhưng mà biết cách làm sao chẳng ma hết. Dạ, biết là làm sao á. Khi mình bị sổ mũi á, mình không thể là di chứng. Đúng cái gì? Cho nên là chuyên gia dinh dưỡng hay bác sĩ gì cũng có khi bị bệnh, nhưng mà ta biết cách phục hồi và hạn chế bị biến chứng qua bệnh khác. Có những người viêm son rồi sao nhiều biến chứng về sao lên tới não luôn, đúng không ạ?
cái người đau bao tử mấy chục năm thì rất là không dám ăn. Không dám ăn thì sao đâm ra thèm. Mà thèm mà bây giờ hết đau bao tử rồi. Được. Thấy gì á? Sao lại cũng làm mà lại nó đi dạy về nha, mà đói bụng nha. Chấm một cái là xuất sắc. Nếu mình có cảm động được không ạ? À? Đúng. Sau khi ăn xong có cảm giác hối hận không? Cái gì này cũng có cảm giác hối hận. Thì hỏi người ta đâu dám nói. Nó sợ mình lá. Tại mình đang theo dõi sức khỏe mà. Cái dấu đặt nghi à. Đặt điện về nhà, điện trường tao chuyện đấy. Nghi lắm. Trong chỗ làm người dưới khớp chắc chắn mà có ăn ổi mà không bỏ hộp cũng biết ghê. Mình nói rồi hiểu nguyên nhân là gì á. Bây giờ chị ngưng mấy đó, chị làm lại quá trình như ban đầu. Nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà phải thay đổi thói quen. Phải chỉnh sửa. Cho nên là sức khỏe của mình, hệ tiêu hóa, đầu tiên thay đổi thói quen. Thứ nhất là gì? Những cái vấn đề mình hạn chế chuyện ăn nè. Dù như chua nè. Ví dụ như bị vấn đề về đường ruột thì hạn chế. Nhưng ai không ăn được thì càng tốt. Nhưng mà lâu lâu hèn quá thì cũng phải ăn chút đỉnh đúng không? Cay nè, mì cay lắm. Quá mặn nè. Rồi những cái quá ngọt, quá béo nè. Rồi đồ lên men nè. Ví dụ như mắm nè, tương nè, chao nè, khô nè, dưa chua nè, mình hạn chế các chị. À đây, trước khi đến với New Zealand này cũng bị đau từ rất lâu các chị. Cũng từng uống rất nhiều thuốc bao tử, cái bịch chữ B là ghiền luôn các chị. Uống mà không đủ á, bạn học chung lớp đi, nó đi mua về cho mình một bịch uống, tăng là liều lượng gấp đôi lên luôn các chị. Nhưng mà sau quá trình đạt khỏe rồi, tự khỏe rồi, cái đó là gì quê. Ở dưới quê đặc sản, ở dưới quê mà nuôi cá, nuôi tôm, nuôi nhiều quá thì có đặc sản làm mắm. Mình chạy trên đường rồi đói bụng, về tới nhà có dĩa mắm chưng hoặc là mắm sống thì bay vô ăn chiếc cơm nóng phải không ạ? Nhưng mà đặt ăn 10 lần thì có 9 lần không thấy đau. Nhưng có 1 lần đã đau, đặt đau kéo dài 5 ngày các chị, mà đau cho nó thở không được, tối ngủ phải ngủ ngồi. Trời mình cảm thấy sao cuộc đời chuyên gia dinh dưỡng mà phải ngủ ngồi chật. Kỳ thôi nha. Mình quay lại thay đổi thói quen. Bắt đầu từ đó tới nay ăn mắm lắm các chị. Cho nên là nhiều khi trong cuộc đời mình đi làm, trong cuộc đời mình ăn uống thì thế nào có dính một cái gì đó. Không biết bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng gì không biết. Nhưng mà khi mà đói bụng quá, cái dĩa mắm để trước mặt là chắc chắn nó dính thôi. Đúng các chị. Nhưng mà sau khi dính rồi mình xử lý như thế nào? Ta lại bắt đầu thay đổi thói quen. Bắt đầu lại uống dinh dưỡng nhiều lên. Và khi đau quá thì mình có nên uống thuốc tây vô cho giảm cơn đau liền không? Và cũng có nên thì các chị kết hợp. Cho nên là trong vòng khoảng 9-10 ngày thôi đạt hết đau tới bây giờ luôn các chị. Cho nên là một quá trình mình xử lý sức khỏe của mình. Ngày hôm nay cái gì học kiến thức sức khỏe không phải là từ hôm nay bước ra khỏi cửa này là không bao giờ gặp vấn đề bất ổn nữa. Học đúng. Khách hàng của mình uống dinh dưỡng mình 5 năm, 7 năm. Có những khi bệnh cần phải đi bệnh viện cũng phải đi. Đúng không ạ? Nói ủa sao nhỏ nó bán dinh dưỡng cho bà mà bà đi bệnh viện hoài vậy? Dạ thưa có những vấn đề cần phải là bệnh viện mới xử lý được. Chứ không phải là uống dinh dưỡng rồi vĩnh viễn không đi bệnh viện. Uống dinh dưỡng rồi vĩnh viễn không bị bệnh là không phải cái gì. Mình chỉ thay đổi thói quen, mình kết hợp cho sức khỏe của mình. Rồi, quay lại cho HP, uống thuốc. Để tiêu diệt con HP này xong quay lại thay đổi thói quen. Uống dinh dưỡng nhiều vô cho sức khỏe của mình. Mà lát đã sẽ ghi đơn dinh dưỡng cho các anh chị là dinh dưỡng cho hệ tiêu hóa như thế nào. Rồi, chào ngược dạ dày ở chua, đầy hơi khó tiêu. Chào ngược gặp nhiều lắm các anh chị. Tại vì á, khi mà thói quen của mình thay đổi không tốt đi thì rất là dễ chào ngược hoặc là bị stress căng thẳng á. Và khi mình chào ngược vậy nè, cái dịch vị, cái dịch dạ dày ở trong đây gọi là axit dịch vị. Ở đây có một cái gọi là tâm vị thì nó đóng cái dạ dày mình lại. Khi cái này đóng lại thì dạ dày mình bóp cái. Tức là khi dạ dày mình co bóp thì bắt buộc cái này phải đóng. Đúng không các chị? Nó không đóng thì sao? Dạ axit dịch vị nó sẽ phụt lên đây. Vậy thì á, có phải lúc nào cái này co bóp thì cái này cũng đóng không? Thì nó sao nó trào lên gọi là trào ngược dạ dày thực quản là gì đó các anh chị, dễ hiểu không các anh chị? Quá dễ hiểu nha. Rồi cái axit dịch vị này nè, nó sợ tại sao nó nằm ở dạ dày mà nó không gây bệnh? Tại vì nó tiêu hóa thức ăn ở đây mà mình trung hòa được axit này thì rất là hạn chế gây bệnh. Nhưng mà nó nằm ở đây yên ổn vậy không gây bệnh đâu. Nhưng mà khi axit dịch vị ở dạ dày nè lên tới trên đây thì nó không còn phù hợp nữa. Tại vì cái tế bào của cái chỗ dạ dày này nó phù hợp với cái dịch vị này rồi. Nhưng mà tế bào ở trên cái này nè, thực quản nè, nó không phù hợp.
thì xong sau một thời gian chị em bị lét, cho nên là nó đau lắm các chị, mỗi lần nó co bóp là nhức nhức đau, thì vừa đau vừa mắc ói vừa đầy hơi vừa khó tiêu, rất là khó chịu. Ai bị đau bao tử ha, mà nó trào ngược lên đây mà nó nhồi co bóp hồi ở đi nấu cơm cũng không nổi, cho nên là bị đau bao tử ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của mình. Thì làm sao khắc phục được chỗ này đây? Quay lại chỗ nãy, đầu tiên thay đổi thói quen ăn uống ngủ nghỉ giờ giấc, uống nước. Rồi cái thứ hai đó là gì? Khi mà mình thay đổi thói quen xong, mình có những cái thuốc hỗ trợ, tức là thuốc điều trị cho cái vấn đề này rồi, thì mình quay lại uống dinh dưỡng để cho nhanh chóng chóng cái chỗ tâm vị này, cái niêm mạc dạ dày, chỗ thực quản này nó phục hồi. Bởi vì nãy đã có nói là gì? Dinh dưỡng mang tính chất phục hồi, đúng không ạ? Cho mình uống vô đây mình nói uống dinh dưỡng để điều trị bệnh học đúng, nhưng mà dinh dưỡng mình phục hồi chỗ này được không các chị? Rồi cái chỗ bao tử mình nhiều cái vấn đề lắm các chị, viêm loét nè, viêm loét sau thời gian thì sao? Xuất huyết. Các chị thấy có những người ói ra máu chưa? Nguy hiểm lắm các chị. Rồi sau thời gian thì có những cái khối u là tới ung thư này. Cách nhà đạt 2 căn thì cái bác này mới 50 mấy tuổi rồi, và bác bị đau bao tử thì không quan tâm là bao tử này có viêm loét hay không, cái mình quan tâm là nó viêm loét chỗ nào để lành chỗ đó, đúng không anh chị? Chứ không phải mình quan tâm là cắt được cơn đau, nhưng mà chỉ tập trung cắt cơn đau thôi. Bà dưới quê mỗi lần đau tử là uống liều thuốc cắt đau, rồi sau đó không có dùng dinh dưỡng gì chứ. Mặc dù cái người này có được một nhà của em quay lại chia sẻ dinh dưỡng rồi, nhưng mà không đón nhận thì cái hậu quả của việc không đón nhận, không phục hồi là như thế nào? Đó là cái cơn đau có giảm không? Có giảm, phải uống thuốc mà. Nhưng mà cái vết thương này có lành không? Không lành lại không đủ nguyên liệu, thì càng ngày càng nhiều ra. Và đặt hỏi với thầy này là tại sao á, bao tử nó bị chút xíu gì mình không phục hồi sớm? Thì thầy nói là nó nhiều quá rồi phục hồi không kịp nữa. Thì bác ra đi ở tuổi 50 mấy, các chị, là con gái của bác là bác sĩ nữa. Trời. Cho nên ngày nay cái gì người khác có thể làm giùm mình được? Quét nhà, con cái, ba mẹ, anh chị em có thể quét giùm được không? Được. Lau nhà, nấu cơm, người khác có thể làm giùm mình được, thậm chí đưa rước con cái có thể mướn được luôn. Nhưng duy nhất một cái không bao giờ người khác chịu giùm mình được, đó là nếp nhăn trên mặt, vết nám trên mặt và bệnh tật trong người. Có nhiều chị phụ nữ rất là dễ thương, cả đời cống hiến cho chồng, cho con, quần quật ở nhà lo cho chồng, lo cho con. Và có những người cao siêu hơn nữa, lo luôn ba mẹ chồng và lo luôn kinh tế. Sao nhiều chức năng vậy ta? Cưới cô vợ có mặt chồng ăn cao, nằm tài xíu đó, mà về lo kinh tế, lo ba mẹ chồng, lo hai đứa con, nhà cửa cơm nước. Ông chồng gì tới là nhà không được miếng nhà luôn. Có tiếng bụi làm chồng nói, ủa nhà sáng làm gì cái nhà? Có miếng ghét cái ủa? Sao con cái nó chơi đồ lung tung bảo dẹp? Chưa kịp cướp con, ủa? Sao không dậy đi cướp con đi? Điện với nhà trước ba mẹ chồng mà đó bụng mà than con chồng là tới cái chuyện đó, đúng không ạ? Thấy gì vậy nói chưa? Sáng giờ làm gì ở nhà mà không nấu cơm cho ba mẹ tôi ăn? Biết tôi ra ngoài kiếm tiền cực khổ lắm không? Rất nhiều vấn đề. Nhưng mà những chị phụ nữ quên một điều, đó là chăm sóc sức khỏe bản thân là ưu tiên hàng đầu. Tại vì sao ạ? Tại vì thứ nhất, khi mình nhan sắc mình xuống, tàn nhang mình nhiều, nám mình nhiều, nếp nhăn mình nhiều, đố các chị ông chồng nhìn mình thương hay là ông nhìn mình bớt thương vậy? Không này đố phải chứ, đàn không trả lời nha. Đâu có tiền trả lời. Nhiều người nói tôi hy sinh cho chồng, cho con, nếp nhăn càng nhiều, nám càng nhiều, quần quần ở nhà càng nhiều. Người ta bên đây là Chanel, bên đây là hương hoa Vani, còn mình bên đây là nước tương, bên đây là chiếc số, nước mắm. Thấy là nó đứng nóng trong bếp, ở trên đầu thì toàn là mùi dầu ăn. Tay chân thì chính thì hai tả được cho mà nhà chồng. Rất nhiều cái vấn đề. Đố các chị ông chồng về chạy vô ôm vợ hôn một cái, trời em ơi mùi chín xu thơm quá, mùi nước mắm thơm quá, cảm ơn em đã nấu cơm cho gia đình anh. Hay là đứng nhìn có cơm nha, chọn ăn đi, đúng không các chị? Nhưng mà một người vợ ở nhà bớt lại một xíu những cái việc này, chưa kể có 4 triệu mướn thu xin là xong rồi. Nhưng mà những cái việc đó mình còn lại làm gì? Chạy chút cho đẹp, chỉnh chu về làn da của mình,
40, 35, 40 là phong độ nhất luôn. Đúng anh chị? Và các chị biết collagen trên da của đàn ông là cao hơn phụ nữ. Nó ngộ vậy đó. Và thật sự ai cũng nói là phụ nữ là đại diện cho phái đẹp nhưng sai rồi. Đàn ông mới đại diện cho phái đẹp. Đúng. Tại sao? Tới chuyện luôn rồi. Con công đợt hay con công cái đẹp? Một con sư tử đợt hay sư tử cái đẹp? Kính vậy? Người nam cũng như vậy các chị. Các chị thấy người nam nó chạy đầu nữ cái không tốt đi. Nhưng người nữ rất chịu tốt. Tại sao nam không thoa son mà nữ thoa son? Tại vì cái mà môi của nam đỏ hơn môi nữ. Cho nên các chị nữ ngày nay học sức khỏe về á phải chỉnh chu và càng ngày càng đẹp hơn đúng các chị. Rồi quay lại chủ đề hệ tiêu hóa, em nói vòng vòng chứ em chẳng nhớ chủ đề. Tại vì em giảng dạy cũng nhiều năm rồi không bao giờ lạc đề được. Nhẹ cái bản cho chị nghe. Cái hệ tiêu hóa mà nói các anh chị, hàng ngày mình ăn có nhiều độc tố đó. Thức ăn mình đưa cho cơ thể có những cái hấp thu, có những cái không hấp thu. Nhưng chết một nỗi là không hấp thu nhưng mà không thải độc ra bên ngoài hết. Thì trong đường ruột rất nhiều độc tố và rất nhiều kiểu khác nhau. Có người ăn dầu mỡ nhiều kiểu khác. Có người sao là ăn thực phẩm mà nhiều chất béo kiểu khác. Rất nhiều vấn đề về đường ruột. Cho nên là các anh chị muốn quan sát được đường ruột thì rất khó quan sát. Cho nên là hôm nay là sẽ chia sẻ các anh chị là chủ đề phân xám sao để đánh giá sức khỏe của mình. Trước khi chia sẻ chủ đề phân xám sao mà các chị cũng xem một đoạn clip về đường ruột của mình khi nội soi nhìn thấy như thế nào. Các chị hãy dùng tâm quan sát nhé. Mời cả nhà cùng quan sát. Thì quý vị có nhìn thấy một đường ruột bình thường. Trước đó đã cho nhiều người xem qua rồi. Đường ruột này rất đẹp, trong đó mạch máu cũng rất sạch sẽ. Như vậy của nó sẽ không bị ngừng. Có lẽ mọi người đều có đường ruột như vậy. Tôi cũng vậy. Đây là đường ruột của người ăn chay, không ăn thịt. Trường hợp uống không đủ nước, phân sẽ bám dính lên thành ruột. Có thể nhìn thấy không có sắc máu. Đồng thời có thể nhìn thấy có ít phân bám lên thành ruột. Nhưng như vậy cũng có thể xem là đường ruột khỏe mạnh. Nhưng nếu ăn nhiều thực phẩm động vật, cá và các thực phẩm chất càng cao sẽ khiến cho đường ruột co rút. Bác sĩ nói, như vậy là viêm đại tràng. Nếu chỉ ăn thực phẩm giàu đạm thì không tốt cho sức khỏe. Tôi ăn nhiều rau củ, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ thì đường ruột có trở nên mềm mại. Đây là tổng thể thức của một bệnh nhân thời kỳ đầu. Những người chỉ ăn thịt, người này thường xuyên ăn phô mai, những thực phẩm có cholesterol cao và ít ăn hoa quả. Thường thì đường ruột của người này hết sức nhạy cảm, vận cảm khi bắt đầu thức dậy phải vào nhà xí 3 lần. Có thể nhìn thấy các túi thừa trên đường ruột. Sau khi vào công ty, còn phải vào nhà vệ sinh 1 đến 2 lần nữa. Đây cũng là tập thể thức vừa xem tương đối nghiêm trọng. Đây là đường ruột có một loại khuẩn lương phụ. Loại khuẩn thịt tròn này sẽ làm cho đường ruột co rút, không thể bài tiết thuận lợi. Từng đàn thương giữ các đoạn ruột gọi là tốt tiện. Cho nên đường ruột phải luôn giữ sạch sẽ. Chia sẻ ngắn gọn cho các chị 6 yếu tố để đánh phong của mình.
mình xem á, hàng ngày mình đi vệ sinh đường ruột mình tương đối khỏe hay chưa, dựa trên những yếu tố đầu tiên này thay anh chị. Và lưu ý là đánh giá trên mình, không đánh giá trên người khác nha. Được hết chị. Và đặt mời em đi cho 6 yếu tố để đánh giá phân để biết chất lượng sức khỏe của mình. Yếu tố đầu tiên là hình dạng phân của mình. Hình làm sao để chuẩn các chị, đó là hình quả chuối hay các chị? Chuối gì vậy? Chuối táo quả được không? Chuối dài vui bình thường thôi nha, vừa phải. Cái thứ hai đó là màu sắc. Màu vàng, vàng nghệ, vàng mật ong là sức khỏe tốt. Cái thứ ba đó là mùi. Mùi ở đây á là không quá hôi khi mình đi. Còn mình tự đi mình còn tự thấy hôi thì sao ạ? Thì không nên đúng không ạ? Cái yếu tố thứ tư đó là độ chìm nổi. Chìm quá cũng không được, mà nổi tưng lên cũng không được, nhưng mà có chìm nổi nổi là ok. Rồi cái thứ năm đó là mình đi nhanh hay chậm. Có những người vô đọc 8 tờ báo vẫn chưa đi ra. Rồi mình đi á là sao ạ? Mình cảm thấy đi rất là nhanh. Mình đi xong á mình không có cảm giác. Đó là yếu tố thứ sáu, đó là độ sạch sẽ. Mình đi xong á là thứ nhất là nếu như chuẩn được cái sao này á là không cần dùng giấy mới được cái sao thứ sáu này. Nó mang tính chất tương đối nha các chị. Hay là có những cái kiến thức làm sao để phân chuẩn 6 sao là luôn các chị. Và Đạt từng áp dụng lên cơ thể mình. Và trước khi đến với em quay thì Đạt có nhiều thời gian không đủ chuẩn 6 sao. Nhưng mà có những thời gian mình áp dụng lên sức khỏe mình thì đủ chuẩn 6 sao các chị. Thật sự bất ngờ. Cái sao thứ sáu là bất ngờ nhất luôn. Thật sự là không cần dùng giấy vẫn ok. Nhưng theo thói quen mình vẫn dùng. Cái này để đánh giá thôi nhưng mà vẫn phải dùng mới ra khỏi nhà vệ sinh được. Đây là 6 yếu tố phải các chị. Và về nhà đầu tiên là mình là mua cái rau đó các anh chị. Rau mình hay gọi là rau tạch tàn á. Thì Đạt thường sử dụng là cái cải xanh, rồi rau dền, cải xanh, rau dền với một số loại cải mà có thể ăn chung được mà không có kỹ á. Thì Đạt xác mịn ra, xác mịn như trên nhà chòi á các chị, xác mịn mình ra. Sau đó nấu một nồi nước sôi. Khi trong thời gian đợi nước sôi mình lấy củ gừng bằng ngón tay cái nha các anh chị. Mình nướng lên, nướng cho cái khét đen luôn. Và bắt đầu để dưới vòi nước, rửa cho hết khét, rửa cho trắng lại và bỏ củ gừng vô nấu. Tại khi mình nướng á, nó chỉ còn độ ấm chứ không còn độ nóng. Nên ăn gừng không sợ nóng mà nó còn độ ấm. Và cái nước sôi lên đó mình bỏ củ gừng vô nấu khoảng 5 phút. Và sau đó mình ngắt xuống để dưới đất. Mở nắp nồi bằng hậu ra, bỏ rau vô. Rồi, chọn đều lên, đậy nắp lại. Rồi, không đêm không gì hết. Một tuần mình ăn đúng một lần như vậy thì hệ tiêu hóa mình sẽ tốt. Đi phân rất là tốt luôn. Này là chỉ thêm nha. Và dinh dưỡng cho hệ tiêu hóa của mình đó các anh chị. Đầu tiên là rất cần có protein. Protein này sẽ giúp cho mình là chống lại gốc tự do và những độc tố gọi là chống oxy hóa. Và có thời gian uống protein đầu tiên thì có thể là đi phân đen để thải bớt một số độc tố trong đường ruột của mình. Chi tiết sao mình phân tiếp theo các chị sẽ được nghe nha. Cái thứ hai là mình sử dụng sơ đó các chị. Cái sơ này rất là hay cho cái đường ruột của mình. Giống như nãy Đạt chỉ mình luộc rau để ăn cũng là một phần thôi. Nhưng mà mình phải nhai sơ mỗi ngày. Tại vì cái viên sơ này á là từ 5 loại màu sắc khác nhau của thực vật. Và trong đây có sơ không tan, nó giống như cây chổi, nó quét sạch đường ruột của mình. Và trong đây có sơ tan. Sơ tan này á sẽ đem những độc tố trong đường ruột mình đào thải bớt ra bên ngoài. Và các chị nghe lợi khuẩn nhiều đúng không? Nhưng mà lợi khuẩn nó có sự sống không? Có. Vậy thì nó có cần ăn không? Thì trong sơ mình có thức ăn dành cho lợi khuẩn. Các chị thấy nhà họ mình dụng tâm ghê các chị. Cho nên là một ngày mình nhai khoảng 1 đến 3 viên sơ này nha các chị. Tốt nhất là nhai đó thì sẽ sạch đường ruột của mình. Bởi vì á là 70% tế bào hệ miễn dịch nằm ở đường ruột của mình. Và hàng ngày á, hàng ngày mình nên bổ sung đó là lợi khuẩn các chị. Cái lợi khuẩn này nó hay ở chỗ nào? Khi mình ăn sữa chua, ăn dâu thì mình nghe nói trong đó cũng có lợi khuẩn. Nhưng mà vô gặp axit dịch vị dạ dày nó có sống được không thì chưa có biết. Nhưng mà lợi khuẩn này trong đây là 6,3 tỷ lợi khuẩn. Là số liệu rất cao các chị, và hơn 450 lợi khuẩn trong đây phù hợp với cơ thể của mình. Nhưng mà hay ở chỗ nào các chị? Tại sao Nutrilite bán chạy số 1 thế giới? Mình ơn hợp lợi khuẩn này, thấy nó hay chỗ này nè các chị. Đó là cái con lợi khuẩn á, mình nhìn mắt thường không có thấy. Ai từng thấy lợi khuẩn này? Chưa thấy đúng không? Nhưng mà nhà khoa học á, có một cái công nghệ. Đó là khi lợi khuẩn vô tới dạ dày gặp axit dịch vị thì dễ bị tiêu diệt. Uống lợi khuẩn vô tới dạ dày tiêu diệt uống gì? Đúng không? Cho nên là cái lợi khuẩn ở trong
minh họa về sản phẩm. À, chị Ngọc ơi đang ngồi ở đâu chị? Chị Ngọc ơi, à rồi mời chị. Phần tiếp theo này các anh chị, tại sao Nutrilite đã chạy số 1 thế giới? Bởi vì sản phẩm của Nutrilite, từng sản phẩm mình có thể